Anh. Ôi, xe của anh chính ra, Bảo Linh, em có sao không? Này, cô đi đứng kiểu gì ấy mồ à? Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không cố ý đâu. Tự dưng hôm nay cái xe của tôi nó lại dở trứng. Cô đi nguy hiểm quá đấy. Trời ơi. Dạ, tôi biết lỗi rồi. Chị có sao không ạ? Sao cái gì mà sao? Cô có mắt cô tự nhìn đi. Suýt chút nữa ấy, cô hại tôi gãy chân gãy tay rồi này. Đồ của tôi bẩn hết rồi, phiền thực sự luôn ý. Thôi, bớt giận đi em. Anh đưa em đi viện kiểm tra nhá. Không cần đâu, bây giờ cũng muộn rồi. Bây giờ em phải về nhà em thay bộ đồ người ta nữa. Sao lại về nhà? Anh còn chuyện muốn nói với em mà. Bây giờ không về làm sao được, đồ của em bẩn hết rồi này. Có chuyện gì thì anh nói sau đi, em phải đi đã. Em có việc đừng có đi theo em đấy. Nhưng mà... Thôi em đi nhá. Ok. Linh, Linh à. Tôi xin lỗi ạ. Tất cả tại cô đấy. Cô có biết là cô vừa phá hỏng cái màn tỏ tình của tôi không? Cái lỗ sao chổi. Cô nhớ chuyện hôm nay đấy. Anh. An ơi là An. Sáng ra đường dẫm phải bát phân chó hay sao mà đen thế không biết. Này, bà làm sao mà mặt mũi trông như mất sổ gạo đấy. Chả thế thì sao, xe hỏng còn đâm vào người ta nữa chứ, đèn thế không biết. Bà đâm vào người ta, thế người ta có làm sao không, có bắt đèn gì không? May mà người ta không sao, nhưng mà lại đúng lúc người ta đang tỏ tình, tôi lại phá hỏng. Vậy thì quá trời quá đất rồi. Khó nghĩ quá. Thôi, bây giờ khó nghĩ thì có được cái gì đâu. Tỏ tình không lúc này thì lúc khác, nó cũng chỉ là cái hình thức thôi. Bây giờ yêu đương dễ lắm. Thật không? Nhưng mà tôi thấy anh ta cáu lắm. Tôi cũng cảm thấy có lỗi thế nào ấy. Hay là bây giờ bà tìm anh ta xin lỗi đi. Mà nó không biết tên tuổi, địa chỉ ở đâu. Bây giờ như thế khác nào mò kim đáy bể đâu. Thôi thì đành vậy, chưa biết làm thế nào đâu. Đừng suy nghĩ nữa, chóng già. Bia cả rượu con bỏ mình như này. Ôi giời, Linh ơi là Linh. Chưa sai. Phải uống tiếp. Đặt rượu. Đặt rượu ra. Đặt rượu. Linh gọi. Linh à. Alo, Linh à. Dạ, anh gọi ship rượu đúng không ạ? Tôi đến trước nhà anh rồi ạ. Không phải Linh là rượu. Chờ tí á, ăn luôn. Alo, là chứ. Rượu đến. Ôi, rượu đấy rồi. Có rượu kia là rượu. Anh là anh sao? Anh say rồi. Nó ra. Chưa say. Ôi, anh ơi, anh gì ơi. Uống say ngay. Chưa say. Rượu. Chưa muốn uống rượu. Ôi à. Say đến mức như này rồi còn rượu cái gì nữa chứ. Ừ.
Linh ơi, anh thích em mà, đừng bỏ anh lại chứ. Nhìn anh ta như thế này, mình thà ế một mình còn hơn. Chuyện gì thế này? Sao lại có cô gái này ở đây? Anh tỉnh rồi đấy à? Sao lại là cô? Hôm qua tôi ship rượu cho anh, nhưng mà anh say quá cho nên là... Cô ở đây cả đêm à? Mau, mau đi ra khỏi đây, nhanh lên. Này, cô là cái đồ sao chổi. Hôm trước cô phá hủy chuyện tốt đẹp của tôi. Tôi chưa tính toán với cô đâu đấy. Anh bình tĩnh đi. Tôi biết là hôm trước tôi sai, nhưng mà bây giờ anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm hết. Làm cái gì chứ? Tôi để vượt mất cơ hội cuối cùng rồi. Tôi nói cái này anh đừng có giận, nhưng mà chuyện tỏ tình cũng chỉ là thủ tục thôi. Nếu như mà cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ cho anh thêm nhiều cơ hội để tỏ tình khác. Cô thì biết cái gì chứ? Cô ấy đi du học rồi. Và ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô ấy ở thành phố này. Cô nghe rõ chưa? Tôi không biết. Thì ra là thế. Nhưng mà du học thì cũng chỉ là khoảng cách địa lý thôi. Hay là anh thử... Thôi. Tôi xin cô đấy. Cô làm ơn buông tha tôi. Làm ơn tránh xa tôi ra nhá. Đi về đi. Đừng ở đây nữa. Tôi xin lỗi. Tôi về đây. Sao nhà cửa lại sạch sẽ thế này? Không lẽ là cô ta dọn sao? Đồ ăn là cô ta nấu sao? Nhưng mà đói quá. Nhìn lại còn hấp dẫn thế kia. Thôi kệ, ăn tạm vậy. Xin lỗi anh vì chuyện đã phá hỏng buổi tỏ tình của anh. Mong rằng người có tình sẽ về với nhau. Người có tình sẽ về với nhau. Vằn vở gớm. Kia không phải là cô gái mà mình xô ngã hôm trước đấy sao? Sao bảo cô ta đi du học cơ mà? Linh này, anh có việc phải đi rồi. Mai lại về với em nhé. Nhớ là không được quên em đâu đấy nhá. Được rồi, anh đi nhá. Này cô kia, cô làm trò gì đấy hả? Là cô à? Ai cho cô chụp lấy tôi? Tôi... Xóa đi. Dạ, tôi xóa rồi ạ. Khai mau. Rốt cuộc là cô rình mò tôi để làm gì? Tôi không có mục đích gì hết. Chỉ là hôm trước anh kia nói với tôi là cô đi du học rồi. Mà bây giờ lại thấy cô ở đây. Xong rồi
còn người đàn ông kia nữa. Đấy là việc của tôi, không liên quan gì đến cô cả. Này nhá, tôi cấm cô bếp xét thì với Tân. Không ấy là cô không làm cái nghề này nữa đâu, nghe chưa? Tôi biết rồi ạ. Lần này tôi tha nhá, lần sau ấy cấm bếp xét chuyện người khác, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Này, An, làm cái gì mà đứng như trời trồng đấy? Ờ, Châu à? Lại có chuyện gì mà sao mặt bà đực ra thế? Châu này, nếu như một người không yêu người kia, sao họ không nói rõ ràng ra mà cứ lằng nhằng mãi thế? Sao tự nhiên bà lại hỏi thế? Cái chuyện tình yêu rối rắm lắm, ai mà biết được. Nhưng mà yêu thì nó là yêu, không yêu thì nó là không yêu. Sao lại cứ... Có phải là ai cũng được thẳng thắn như bà đâu. Nhiều người á, người ta không muốn nói ra bởi vì sợ mất đi tình bạn chẳng hạn. Hoặc là có những người chân đạp hai thuyền, bắt cá hai tay, lợi dụng ấy. Lợi dụng là sao cơ? Thì gọi là để có một cái lốp dự phòng. Vậy không biết chuyện của hai người họ là rơi vào trường hợp nào nhỉ? Này, bà suy nghĩ cái gì đấy? Hôm nay nhá, hỏi toàn câu yêu đương xến xúa. Yêu rồi đúng không? Ờ, làm gì có. Chối nữa, tôi là tôi nghi lắm đấy nhá. Thề. Mà thôi, tôi xong việc rồi, chúng ta về đi. Này, sao lại là cô nhận ship đồ ăn cho tôi vậy? Tôi đã bảo là tôi không muốn nhìn đến mặt cô nữa rồi cơ mà. Thì tôi chuyên chạy khu vực này, bây giờ bảo tôi không nhận đơn cũng khó sống lắm ấy ạ. Oan gia ngõ hẹp. Cô chờ tôi một chút, tôi lấy tiền trả cho cô. Để cô đây. Thì... Sao nữa? Sao còn chưa đi nữa? Chuyện là... Liệu mình có nên nói chuyện với cô bạn gái kia không nhỉ? Này, cô làm sao đấy? Hay là tôi đẹp trai quá là không muốn về à? Không phải. Không phải thì đi về đi thôi, đứng đây làm cái gì nữa? Tôi thấy anh cứ hay order đồ ăn không đúng bữa. Hay là để tôi nấu ăn cho anh nhá. Cái gì cơ? Cô nấu ăn cho tôi á? Đúng rồi, xem như là tôi sửa chữa sai lầm. Kể ra thì hôm trước cô nấu ăn cũng ngon đấy. Được thôi, chốt đơn. Anh đồng ý cho tôi nấu đồ ăn, không đuổi tôi đi nữa. Thì xem như là số phận va vấp phải nhau, không biết làm sao bây giờ. Xem ra là tay nghề của cô cũng phù hợp với khẩu vị của tôi đấy. Chẳng qua là anh ăn nhiều đồ ăn order, rồi đồ nhiều dầu mỡ, cho nên ăn mấy cái món cơm nhà này anh thấy vừa miệng thôi. Cơm nhà? Nếu tôi và Linh mà thành một đôi thì có lẽ... Anh và cô Linh không còn liên lạc với nhau nữa à? Có chứ. Mà cô ấy đi du học 3 năm nữa mới về. Cuộc sống bên đây cũng khó khăn. Ra là thế. Mà thôi, cô đi dọn đi. Tôi đi uống nước đây. Chồng anh ta kìa, cứ như con nít ấy, ăn xong là ngủ khỉ. Nhìn anh ấy kìa, trời se lạnh như thế này mà ngủ cũng không cảm thấy gì.
Đừng đi mà. Anh ta đẹp trai thật đấy. Cô tôi thấy anh ngủ quên cho nên là lấy chăn đắt cho anh thôi. Tôi về đây. Này. Này cô. À gì đã lạ. Mình bị sao này? Sao mặt mình nóng bừng lên thế nhỉ? Là cô à? Cô... Sao cô lại ở khu nhà anh Tân? Tại sao tôi lại không được ở đây? Mà cô ấy, rõ ràng là cô nói dối anh Tân là cô đi du học. Thế mà bây giờ có dám xuất hiện ở đây, không sợ anh ấy thấy à? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Và anh Tân cũng rất là tin tưởng tôi. Tôi thật không hiểu sao cô có thể nói dối anh ấy. Nếu như mà không thích thì cô có thể nói thẳng ra được mà. Cô thì hiểu cái gì cơ chứ? Anh ta là một mỏ vàng. Bây giờ tôi mà từ chối anh ta ấy thì ai là người chu cấp cho tôi nữa? Tôi cứ tưởng là cô sợ anh Tân tổn thương cho nên mình không nói ra sự thật. Hóa ra là như thế, cô quá mỉ ổi rồi đấy. Cô dám mắng tôi à? Hạng người như cô xứng đáng bị mắng. Câm mồm! Anh không sao chứ? Nói thế nào nhỉ? Bây giờ nói không sao ấy thì không đúng. Nhưng mà người như cô ta không đáng để tôi nghĩ tới. Anh nghĩ thế là đúng. Lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn. Thật xin lỗi anh. Có gì mà xin lỗi chứ? Bây giờ nghĩ lại, cái lúc mà cô phá hủy màn cầu hôn của tôi ấy, xem ra có là ý trời đấy. Tôi cũng không biết nữa. Cô nói đúng đấy. Khoảng cách xa nhất đó chính là khoảng cách của lòng người. Tôi đã buồn được rồi. Ê! Ui, đất. Ui. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh có sao không ạ? Châu. Sao lại là bà? An. Sao bà lại ở đây? Thế còn đây là ai? Anh ấy. À, tôi biết rồi. Đây là anh crush của bà đúng không? Bà nói cái gì đấy? Nói cái gì? Tôi chẳng nói đúng còn gì nữa. Đây chẳng phải là cái người mà bà ngày trông đêm ngóng ấy, thương nhớ bao lâu nay còn gì nữa, đúng không? Thế thì thôi thì coi như tôi chưa nói gì vậy. Thôi, đi về. Quan. Tôi biết là cô để ý đến tôi. Thế hay là chúng ta thử hẹn hò đi. Ừ.
tôi giao bạn tôi cho anh đấy. Chăm sóc bạn tôi cho tốt vào nhá. Tao đi về đây.